Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An có 69 công đoàn cơ sở và 43 công đoàn cơ sở thành viên. Tổng số cán bộ, công nhân viên chức lao động là 8.918 người. Nông nghiệp và phát triển nông thôn là một ngành đa lĩnh vực, địa bàn rộng, chịu ảnh hưởng trực tiếp của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh. Điều này đã tác động đến hoạt động chuyên môn và phong trào công nhân viên chức lao động của ngành. Song với sự lãnh đạo chỉ đạo giúp đỡ của Liên đoàn Lao động tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn và chuyên môn, phong trào công nhân viên chức lao động ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp hàng năm đạt từ 4,58% đến 5,59% là trụ đỡ của nền kinh tế. Đời sống của công nhân viên chức lao động được nâng cao, đóng góp tích cực vào chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Nhiệm kỳ 2017-2023, các cấp công đoàn trong ngành tích cực đề xuất ý kiến, tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với công nhân viên chức lao động. Hàng năm, người lao động tích cực tham gia ý kiến vào dự thảo luật, thực hiện dân chủ cơ sở, quy chế thi đua khen thưởng. Hàng năm, công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức, xây dựng quy chế đối thoại, phối hợp chuyên môn, tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động và chế độ chính sách cho người lao động. Tuyên truyền hướng dẫn, tư vấn pháp luật cho người lao động về hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, các chế độ chính sách, phát động và tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Trong nhiệm kỳ, toàn ngành không để xảy ra sự cố cháy nổ, các chế độ chính sách cho người lao động được các cơ sở quan tâm thực hiện. Thì hàng năm dưới sự hướng dẫn của công đoàn ngành nông nghiệp phát triển nông thôn thì chúng tôi đã rà soát tất cả các hệ thống máy móc để cho kiểm định đối với những máy móc đảm bảo an toàn thì chúng tôi mới đưa vào kiểm định. Cái quan tâm thứ hai đó là môi trường làm việc cho người lao động. Những môi trường làm việc mà nó không đảm bảo cái an toàn về mặt không khí thì chúng tôi đã khắc phục bằng những cái đưa đầu tư các thiết bị máy móc vào để cải thiện cái môi trường làm việc cho người lao động. Cái thứ ba nữa là quan tâm đến công tác phòng chống cháy nổ. Thì đây là một trong những cái khâu quan trọng mà công ty rất quan trọng. Hàng năm thì chúng tôi có mời các cơ quan quản lý nhà nước phòng cháy chữa cháy trên địa bàn đến để thẩm định kiểm tra, nếu đạt chất lượng thì chúng tôi mới cho công nhân vận hành. Trong nhiệm kỳ 2017-2023, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, công đoàn ngành đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn và hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng, công nhân viên chức lao động trong ngành ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 với tổng số tiền là gần 2 tỷ đồng. Thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên, các cấp công đoàn đã tuyên truyền, triển khai các thỏa thuận hợp tác do Liên đoàn Lao động tỉnh ký thỏa thuận đến đoàn viên. Công đoàn ngành đã ký thỏa thuận hợp tác với 8 doanh nghiệp, thỏa thuận giảm giá từ 15 đến 20% các loại hàng hóa, dịch vụ cho đoàn viên công đoàn. Trong nhiệm kỳ, có 2.500 lượt đoàn viên được hưởng lợi, tổng số tiền được hưởng khoảng 676.920.000 đồng. Tầm soát ung thư đại trực tràng, ung thư gan miễn phí cho 280 đoàn viên và người lao động tại các công đoàn cơ sở. Trong nhiệm kỳ, công đoàn ngành đã tổ chức chương trình Tết sum vầy tại 5 doanh nghiệp, trao 307 suất quà cho công nhân lao động đặc biệt khó khăn, 194 suất quà cho công nhân lao động khó khăn với tổng số tiền gần 180 triệu đồng. Dịp Tết Nhâm Dần 2022, công đoàn ngành đã tặng quà cho 6.284 đoàn viên, người lao động thuộc 31 doanh nghiệp với tổng số tiền trên 1,8 tỷ đồng. Cũng trong nhiệm kỳ, chương trình Mẹ ấm công đoàn triển khai có hiệu quả và ý nghĩa. Công đoàn ngành đã vận động và nộp vào quỹ Mẹ ấm công đoàn gần 460 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được 8 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 235 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp công đoàn đã tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện như chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung và nhân dân Kỳ Sơn và các huyện bị ảnh hưởng lớn do mưa lũ, trợ cấp cho 170 ngư dân bị thiệt hại trên biển với tổng số tiền trên 800 triệu đồng. Các cấp công đoàn đã tập trung tuyên truyền phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện, học tập các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2019, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động, tuyên truyền, Luật bầu cử.
tuyên truyền phổ biến chính sách liên quan đến hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, các chính sách phục hồi thị trường lao động, việc làm trong bối cảnh dịch COVID-19 bằng nhiều hình thức như truyền thông trực tiếp, thông qua các cuộc phổ biến nghị quyết, sinh hoạt chính trị, thời sự, hội thi, tọa đàm, hội thảo chuyên đề. Tổ chức hội thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi bằng hình thức trực tuyến với sự tham gia của 150 cán bộ công đoàn cơ sở đến từ 51 công đoàn cơ sở. Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, công đoàn cơ sở với 10.893 lượt thi. Cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến, tìm hiểu nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Công đoàn ngành đã phát động đợt thi đua cao điểm. Mỗi công đoàn cơ sở một việc làm thiết thực, mỗi đoàn viên công đoàn một việc làm tốt. Triển khai thực hiện có hiệu quả tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động gắn với tổ chức tuyên truyền kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, truyền thông tập huấn về công tác an toàn vệ sinh lao động, đối thoại với người sử dụng lao động. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến các công đoàn cơ sở qua các kênh ứng dụng như email, trang Facebook của công đoàn ngành, nhóm Zalo cán bộ công đoàn. Thường xuyên kết nối thông tin hai chiều, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng để tháo gỡ vướng mắc khó khăn, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ 2017-2023, có hàng trăm sáng kiến cải tiến kỹ thuật tham gia phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, được hội đồng các cấp công nhận và áp dụng có hiệu quả. 5 đề tài được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp bằng lao động sáng tạo. 3 đồng chí được vinh danh trong hội nghị biểu dương phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Tham gia chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển, có 7 sáng kiến được Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương. Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 có 10 tập thể và 103 cá nhân được biểu dương cấp ngành. 1 đồng chí được biểu dương tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh, 1 đồng chí được biểu dương tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc. Tổ chức tốt phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà, các giải thể dục, thể thao, xây dựng công sở xanh sạch đẹp. Đặc biệt phong trào văn hóa, văn nghệ được các công đoàn cơ sở, đoàn viên trong toàn ngành tích cực hưởng ứng. Nhiều hội thi được phát động tổ chức. Các phong trào này đã tạo nên sân chơi lành mạnh, bổ ích, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Ngay sau đại hội, Ban chấp hành công đoàn ngành đã ban hành đầy đủ quy chế hoạt động, chương trình hoạt động toàn khóa, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp. Ban thường vụ, ban chấp hành tổ chức sinh hoạt dân chủ đảm bảo đủ kỳ theo quy chế, chất lượng sinh hoạt ngày càng được nâng cao. Trong nhiệm kỳ, thành lập mới 2 công đoàn cơ sở, kết nạp mới được 720 đoàn viên, đạt 171% chỉ tiêu đại hội. Tổ chức 17 lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho hơn 1.800 lượt cán bộ công đoàn cơ sở. Nhiều cán bộ công đoàn các cấp được đào tạo cao cấp, trung cấp lý luận chính trị. Trình độ năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp được nâng cao, đáp ứng được yêu cầu hoạt động công đoàn trong tình hình mới. Hàng năm, có 20% công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 67% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 13% hoàn thành nhiệm vụ. Công đoàn ngành hàng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 1 năm được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, có 380 đồng chí, đoàn viên được giới thiệu kết nạp vào đảng. Lao động nữ chiếm 53% tổng số công nhân viên chức lao động trong toàn ngành. Vì vậy, công tác nữ công và phong trào nữ công nhân viên chức lao động là nhiệm vụ quan trọng của các cấp công đoàn. Trong nhiệm kỳ, có trên 90% nữ công nhân viên chức lao động được tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động. Hoạt động của Ban nữ công công đoàn các cấp đã có nhiều đổi mới thiết thực như tổ chức hội nghị biểu dương nữ cán bộ công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2013-2018, hội nghị biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu, giải bóng chuyền hơi trong nữ công nhân viên chức lao động, tổ chức thăm hỏi các gia đình nữ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn ngành cũng đã chú trọng công tác tài chính và quản lý tài chính, tài sản công đoàn. Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện thường xuyên có hiệu quả. Công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện thường xuyên kịp thời và có nhiều đổi mới. Nhiệm kỳ 2017-2023 có 28 trên 29 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đại hội đã đề ra. Tiến tới đại hội công đoàn ngành lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong thời gian qua, Ban thường vụ, Ban chấp hành công đoàn ngành đã đôn đốc chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở tiến hành đại hội theo đúng quy định. Đến nay, 100% công đoàn cơ sở đã tổ chức thành công đại hội công đoàn nhiệm kỳ mới. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao, gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp. Tiếp nối những thành công, kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2017-2023,
Đại hội Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức với phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, khát vọng, phát triển. Đại hội sẽ đưa ra các mục tiêu, phương hướng của nhiệm kỳ mới với nhiều đổi mới, đột phá. Các cấp công đoàn trong toàn ngành đã thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động, thực hiện tốt cái chủ trương đường lối của Đảng, rồi chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của công đoàn. Rồi các cái cấp công đoàn đã đồng hành cùng với chuyên môn, người sử dụng lao động đã bám sát cái nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để tổ chức các cái phong trào thi đua nhằm hoàn thành xuất sắc mọi cái nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời đã đồng hành cùng với chuyên môn để tìm kiếm việc làm, cải thiện điều kiện làm việc nhằm nâng cao cái đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Trong cái nhiệm kỳ qua, cả cấp công đoàn trong toàn ngành đã tổ chức tốt các cái phong trào văn nghệ, thể thao, làm tổ chức công tác vận động, ủng hộ và các cái hoạt động nhân đạo từ thiện. Trong cái nhiệm kỳ tới, thì các cấp công đoàn ngành nông nghiệp phát triển nông thôn sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo đúng tinh thần nghị quyết 02 ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, vì việc làm, vì đời sống của công nhân viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn và vì thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An. Đồng thời sẽ tập trung vào 3 khâu đột phá chiến lược. Đó là thứ nhất là tập trung cái công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Thứ hai, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền giáo dục, trong đó trọng tâm là nắm bắt cái tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng với cả cấp công đoàn xử lý cái tình hình tư tưởng phát sinh ngay từ ở cơ sở. Thứ ba là đổi mới cái phương thức hoạt động của công đoàn, trọng tâm là chuyển đổi số, xây dựng cái đoàn viên số. Trong thời gian tới, hoạt động công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn dự báo có nhiều thời cơ, thuận lợi, xen lẫn khó khăn, thách thức. Tin rằng, với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Ban Giám đốc, của Liên đoàn Lao động tỉnh, sự đoàn kết đổi mới của Ban chấp hành, hoạt động công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An tiếp tục đạt được nhiều kết quả, tạo dấu ấn nổi bật, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An, đóng góp quan trọng vào hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động trong toàn tỉnh.